Xin chào quý bạn và các vị. Mọi người biết đấy, những câu chuyện bí ẩn ngoài đời đã trở thành niềm cảm hứng vô tận để làm ra các tác phẩm khiến khán giả rụng rời. Không phải phim kinh dị nào cũng là sản phẩm của sự tưởng tượng. Có những phim được đạo diễn lấy cảm hứng từ những câu chuyện rùng rợn bí ẩn nhưng có thật ngoài đời. Nội dung của các câu chuyện này cũng khiến mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi. Trong video phê cẩn này, bạn hãy chuẩn bị tâm lý để cùng tớ đến với top 10 bộ phim kinh dị nổi tiếng dựa trên những chuyện có thật ngoài đời. Link từng phim tới để dưới mô tả cho bạn thích bộ phim nào, chỉ cần click vào là có thể xem ngay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 8. An American Haunting năm 2006. Nội dung phim xoay quanh đại gia đình Bell phải đối mặt với sự quấy nhiễu kinh dị đến từ một hồn ma. Từ một đại gia đình đông đúc và hạnh phúc, con ma đã ám ảnh nhà Bell đến mức suy kiệt với mục đích giết chết một thành viên trong gia đình. Câu chuyện về gia đình Bell là có thật ngoài đời, với 35 cuốn sách ghi lại việc gia đình này bị tấn công bởi sự bí ẩn tâm linh. Một thế lực thần bí nào đó đã tác động đến gia đình Bell và biến cuộc sống của họ trở nên không thể tin nổi trong nhiều năm. Nó còn giết một thành viên trong gia đình. Cái chết của John Bell là trường hợp duy nhất trong lịch sử nước Mỹ được ghi nhận là do hồn ma. The Amityville Horror năm 2005. Sự ly kỳ trong phim bắt đầu khi một cặp vợ chồng cùng ba con nhỏ chuyển vào ngôi nhà mới. Căn nhà này có giá rẻ bởi những người chủ trước đều chết một cách ly kỳ, nhưng gia đình trẻ lại không biết sự thật này. Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà khiến người chủ mới bắt đầu tin rằng có một cái gì đó khủng khiếp ẩn bên trong. The Amityville Horrors được dựa trên sự kiện có thật về nhân vật Ronald DeFeo. Chỉ trong một ngày, 13 tháng 11 năm 1974, DeFeo đã giết chết cả nhà mình, bao gồm bố mẹ, hai chị em gái và hai người anh trai. Câu chuyện của DeFeo trở thành nội dung chính của bộ phim. Vụ án này có vô số những chi tiết bí ẩn, còn DeFeo bị tuyên án 6 bản án với tổng cộng 150 năm ngồi tù. I love you, Jody. Sáu, Dreamerville năm 2007. Run. Một con quái vật vùng vẫy trong đầm lầy đã nhiều năm, sơi tái hơn 300 người và con số nạn nhân của nó tăng lên hàng ngày. Chẳng mấy ai quan tâm cho tới khi con cá sấu Guste khổng lồ nhai ngấu một phụ nữ da trắng. Một toán phóng viên của Mỹ được cử tới nơi để tìm ra chân tướng sự việc. Chẳng phải ngẫu nhiên cá sấu Guste trở thành nỗi kinh hoàng, cũng chẳng phải vì ma quỷ, thần linh hay thiên nhiên khắc nghiệt. Vô số xác nạn nhân trong cuộc nội chiến đẫm máu bị quăng xuống đầm khiến Guste thèm khát thịt sống hơn hẳn những con cá sấu bình thường. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về con cá sấu dài 6 mét có tên Guste. Người ta tin rằng nó đã 65 tuổi và đã ăn thịt hơn 300 người. Nhiều thợ săn trong và ngoài nước với sự giúp đỡ của các lực lượng quân đội đã cố gắng giết nó bằng AK-47 và chất nổ nhưng không ăn thua. Ha ha ha!
năm An American Crime năm 2007. Das macht nichts. Sie ist dran gewöhnt. Cô bảo mẫu kinh dị The Truth Bernice Dubsky là nhân vật chính trong phim. Khi bố mẹ của hai cô bé Sylvia và Jenny phải đi xa để kiếm tiền, hai cô bé được gửi cho The Truth chăm sóc, trả công 20 USD mỗi tuần. Nhưng khi khoản tiền lương bị trì hoãn trong 2 tuần, The Truth đã quyết định trừng phạt lên Sylvia và Jenny. Phim được dựng theo vụ giết người tại Indiana. Vụ án mang tên Sylvia Likens là một tội ác khủng khiếp nhất từng xảy ra ở Indiana. Sylvia Likens và em gái bị khuyết tật Jenny Faye Likens đã bị đánh đập và tra tấn đến chết. Thật khó tưởng tượng rằng có người lại có thể hành động mất hết nhân tính như vậy. Điều ghê tởm nhất là những người hàng xóm biết về mọi thứ nhưng không hề giúp đỡ hoặc giải cứu hai cô bé. Bốn, Annabelle năm 2014 và năm 2017. Nói đến búp bê ma ám thì chắc chắn một cái tên gây ám ảnh nhất đó chính là Annabelle, một con búp bê gái đáng sợ bậc nhất trong lịch sử với những trò dọa ma khiến người xem phải vãi đái ra quần. Chuyện phim xoay quanh một người thợ làm búp bê và vợ ông đã triệu hồi linh hồn cô con gái về nhà sau khi bị chết do xe đâm. Nhưng họ đã triệu hồi một con quỷ và nó đã nhập vào một con búp bê, từ đó nhiều hiện tượng kỳ bí xảy ra. Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một nữ tu sĩ cùng vài bé gái mồ côi đến xin tạm trú. Những vị khách sớm trở thành mục tiêu tấn công của Annabelle, con búp bê ma ám kết tinh từ tình yêu thương mù quáng của chủ nhà. Và đây chính là con búp bê có thật ngoài đời, vốn là một con búp bê cũ của cô y tá tên Donna do mẹ cô tặng vào sinh nhật lần thứ 28. Donna và bạn cùng nhà nhận ra vị trí và dáng ngồi của con búp bê luôn thay đổi sau mỗi lần họ rời nhà. Những mẩu giấy da kỳ lạ xuất hiện, ghi vỏn vẹn hai chữ Help Us, nghĩa là cứu chúng tôi. Đáng sợ hơn, trên thân mình con búp bê còn có cả máu và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tiếp. Cô đã cầu cứu cặp đôi trừ tà nhà Warrens. Lễ trừ tà thành công và con búp bê được nhốt vào tủ kính của cặp đôi trừ tà này. Nhưng khi nó nằm trong tủ kính vẫn làm cho một số du khách đến tham quan bảo tàng sau này bị ám. Như trường hợp một du khách trẻ sau khi đến đây bỗng phát cuồng như bị quỷ ám, đập phá và chửi mắng những người xung quanh. Chàng thanh niên sau đó gặp tai nạn trên đường trở về. Open Water năm 2003. Nội dung phim nói về đôi tình nhân Daniel và Susan quyết định thực hiện một chuyến du lịch lặn biển trước khi kết hôn. Sai lầm của người hướng dẫn viên khiến con tàu du lịch nhổ neo sớm, để lại hai người trơ trọi giữa đại dương mênh mông. Daniel và Susan lênh đênh trên biển nhiều ngày, không thức ăn, không nước uống và còn bị bầy cá mập bao vây. Hai người đã phải chống chọi lại bầy cá mập trước sự cô lập, hoảng loạn, nguy hiểm rình rập giữa sự sống và cái chết, khiến người xem vui mừng khi mình đang ngồi trên ghế chứ không phải giữa đại dương mênh mông. Tuy nhiên, bộ phim được dựa trên câu chuyện về Thomas Lonergan và Ellen Haynes. Họ gặp nhau tại trường đại học và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1998, cặp đôi này đã đi lặn ngoài biển với một nhóm bạn thân trên du thuyền. Nhưng một sự sơ suất đã diễn ra. Trong khi cặp đôi này là những người cuối cùng lặn dưới nước còn chưa lên thuyền, thì nhóm bạn đã đếm nhầm số người và quay trở vào bờ. Hai người khi ngoi lên mặt nước đã phát hiện mình đã bị bỏ rơi ở giữa đại dương. Thế nhưng đám bạn lại không ai biết trong vòng 2 ngày. Sau đó một nhóm đã đi tìm kiếm và mọi thứ dường như vô ích vì không biết chính xác vị trí ban đầu hay hai người có thể trôi dạt tới đâu. Hai, Child's Play năm 1988. Spy!
tuy là một con búp bê đồ chơi cho trẻ em nhưng lại mang linh hồn của một tên giết người hàng loạt. Suốt từ khi tập đầu tiên Child's Play ra đời cho đến nay, đã có rất nhiều bộ phim lấy cảm hứng từ con búp bê giết người hàng loạt này. Và các kỹ năng giết người của Chucky ngày một hoàn thiện hơn sau mỗi tập phim. Oh my God. Ở các phần sau đó, người xem còn có cơ hội gặp được người yêu của Chucky cùng các nhân vật khác. Nguyên mẫu của Chucky là búp bê Robert, vốn là một con búp bê ma ám có thật trong lịch sử, hiện đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Martello, Key West. Những câu chuyện kỳ lạ và ám ảnh của con búp bê này sẽ dọa sợ bất cứ ai nghe kể. Các nhân chứng tuyên bố họ nhìn thấy những điều đáng sợ và kinh khủng. Con búp bê nháy mắt và di chuyển từ phòng này sang phòng khác với tốc độ rất nhanh. 1. It năm 1990 và năm 2017. Nói đến những tên hề ma quái sát thủ thì chắc chắn anh em đã không còn lạ lẫm gì với gương mặt trắng dã như vôi bột của chú hề Pennywise đam mê nhảy múa này phải không nào? Là một kiệt tác điện ảnh của nhà văn Stephen King, bộ phim It với hai phiên bản ra mắt năm 1990 và năm 2017 đã là nỗi ám ảnh của hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là trẻ em. Nội dung phim nói về sự xuất hiện của một thằng hề ma quái đã đến trái đất từ một thiên hà xa xôi, chuyên chui rúc trong cống ngầm của thành phố. Với quyền năng đáng sợ của mình, Pennywise đã hù dọa trẻ con rồi ăn thịt chúng, bởi lẽ hắn ta cho rằng khi trẻ con sợ, thịt sẽ ngon hơn bình thường. Nhiều người đã cho rằng sự xuất hiện của bộ phim đã làm hỏng danh tiếng của những người đóng hề vui nhộn. Thế nhưng thực chất, hình tượng của những chú hề đã bị đánh mất từ lâu, bởi lẽ Pennywise lại được xây dựng dựa trên một tên hề sát thủ có thật. Đó chính là kẻ giết người hàng loạt có tên là John Wayne Gacy. Hắn là nỗi ám ảnh của người dân vùng Illinois trong 6 năm bởi đã có 33 người thiệt mạng dưới tay hắn. Để làm được điều đó, hắn đã hóa trang thành một chú hề vô cùng ngộ nghĩnh và thân thiện. Do vào những năm 70, mọi người không sợ những chú hề nên đã tin tưởng và lên xe của John. Hắn đã lao chiếc xe xuống vực và làm chết toàn bộ số người trên xe. Câu chuyện của John đã truyền cảm hứng để tạo ra nhân vật It trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Stephen King cũng như bộ phim kinh dị sau này. Video đến đây là hết rồi. Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim trong số phim này? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và chia sẻ video để tớ có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nữa cho mọi người nhé. I love you, chị chị. Bye bye.